Với những khách hàng đang nhu cầu tìm kiếm cho gia đình mình một chiếc xe form dáng thiết kế trẻ trung và những option trang bị trên xe được trang bị cao cấp nhất, thì ngày hôm nay em sẽ cho lên sóng với mọi người một chiếc xe thuộc phân khúc sedan cỡ C, chiếc Kia K3. Chiếc Kia K3 này được sản xuất năm 2022 và phiên bản này là phiên bản 1.6 turbo, phiên bản GT Line cao cấp nhất trong tất cả các phiên bản của Kia K3 rồi. Và 2022 thì dòng K3 này đã được cải tiến với các nhiều chi tiết từ form dáng bên ngoài đến phần nội thất bên trong. Form dáng rất là trẻ trung hiện đại. Phần đầu xe thì nổi bật với các chi tiết mặt ca răng hình mũi hổ đặc trưng riêng của thương hiệu Kia. Và phần viền ca răng này thì đã được cải tiến nối dài từ phần hệ thống chiếu sáng đến trung tâm chính giữa của đầu xe, một cái viền mạ chrome rất là tinh tế, rất là mạnh. Và đặc biệt thì lên form mới này thì trang bị cái phần đầu xe một số chi tiết được sơn màu đỏ khá là nổi bật. Màu sơn trắng của xe càng thêm cái sự sang trọng cho cái phần đầu xe này rồi. Riêng phần đầu xe thì cảm biến cảnh báo va chạm được trang bị đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Và chi tiết hệ thống chiếu sáng thì đã lên được đèn full LED rồi. Hệ thống chiếu sáng được trang bị đèn full LED và các giải LED định vị ban ngày. Dạng đứt nét nhìn rất là trẻ trung hiện đại quý khách nhé. Hình xếp gạch này, thiết kế mới của dòng K3 rồi. Các chi tiết đèn rất là sáng trong, không vẩn độc ố mờ. Và phía bên dưới là vị trí đèn gầm của chiếc xe. Cũng thiết kế rất là độc đáo rồi. Hai hốc hút gió hai phần bên. Đối xứng nhìn tổng thể chiếc xe, phần đầu xe rất là đẹp. Và cái nắp capo thì vuốt tận xuống cái mặt ca răng. Thiết kế rất là trẻ trung quý khách hàng nhá. Hệ thống chiếu sáng ở bên cánh lái của xe này, các chi tiết đèn cũng rất là nét. Chi tiết phần đèn gầm cũng như là hốc hút gió của xe. Với một thiết kế mới này thì thiết kế la răng đã được thay đổi, thay vì 5 chấu kép so với phiên bản cũ thì phiên bản mới này kết hợp 5 chấu kép kết hợp với rất nhiều chấu đơn. Khá là nổi bật cho cái bộ la răng này. Phanh ABS chống bọc túi thì trang bị đầy đủ trên 4 bánh rồi. Gương chiếu hậu chỉ cập điện, tích hợp xi nhan báo rẽ và tay nắm cửa được trang bị tính năng mở cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Và đặc biệt thì chiếc xe này được trang bị thêm tính năng cảnh báo điểm mù ở trên gương mọi người nhé. Có tính năng cảnh báo điểm mù trên gương duy nhất trong phân khúc sedan cỡ C, chiếc xe này được trang bị. Và mọi người có thể quan sát cái phần hông xe này, cái tay nắm cửa được sơn cùng màu với thân xe, tạo một cái tổng thể xuyên suốt từ đầu đến phần cuối xe, cảm giác như cái xe dài hơn rất là nhiều, trường xe hơn rất là nhiều rồi. Về phần nội thất của chiếc xe thì được trang bị với tông nội thất ghế da màu đen. Má ghế thì được thêu một chút, trang trí thêm một chút cái phần viền đỏ khá nổi bật và rất là sang trọng cho cái phiên bản 1.6 turbo này. Ghế lái chỉnh điện đa hướng, có nhớ ghế hai vị trí quý khách nhé. Có chế độ làm phòng đệm lưng này. Ngay phần ghế lái cũng được trang bị túi khi an toàn rồi. Trên phiên bản GT Line này thì rất nhiều chi tiết đánh dấu chữ GT để đánh dấu đây là phiên bản cao cấp nhất. Trên vô lăng bọc da vát đáy thiết kế khá là thể thao này, có lỗ thông hơi, giảm ra mồ hôi tay khi vận sử dụng chiếc xe. Ra lệnh giọng nói, đàm thoại dành tay, tăng giảm âm lượng và có cả ga tận của Doconcho trên chiếc xe này rồi. Phía bên dưới này cũng được trang bị mạ chrome rất là sáng. Lẫy gảy số thể thao sau vô lăng cũng được trang bị mạ chrome rất là sáng cho phía sau chiếc vô lăng này. Hệ thống chiếu sáng trang bị tính năng tự động bật tắt này, gạt mưa được trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Cảnh báo điểm mù trên gương, tính năng trang bị tiêu chuẩn cho xe mọi người nhé. Hệ thống chống trơn trượt này, odo chuẩn của xe là 16.848 cây. Cửa gió điều hòa thiết kế dạng núm xoay, chúng ta có thể xoay 360 độ tiện ích nhất có thể, điều chỉnh tối đa các góc mát cho chúng ta. Viền mạ chrome sáng bóng này. Về phần màn hình giải trí của xe thì xe được đã trang bị màn hình giải trí Android cỡ lớn, tích hợp các tiện ích giải trí này, có bản đồ, định vị chỉ đường, radio, media đầy đủ rồi, kết nối bluetooth điện thoại đầy đủ chúng ta. Lê nổ thông minh start top này, điều hòa tự động hai vùng độc lập, và phía bên dưới thì được trang bị cả cổng kết nối USB hay là cổng sạc nhanh, cũng như là cổng sạc 12V đầy đủ cho chúng ta khi sử dụng rồi. Quanh củ số bọc da để các chi tiết sấy ghế, sưởi ghế, làm mát ghế này, các chế độ lái, drive mode, cảm biến cảnh báo va chạm được trang bị tiêu chuẩn trên chiếc xe này rồi. Con này thì chủ nhân còn trang bị thêm một cái bộ đèn offline phần viền đây mọi người nhé, rất là nổi bật, kéo từ phần táp ly cánh cửa cho đến phần trung tâm táp lô. Thiết kế rất là trẻ trung hiện đại. Mẫu xe này thì chắc chắn những anh chị trẻ tuổi thì luôn luôn muốn sở hữu với nhiều tính năng cao cấp như thế này rồi. Gương chiếu hậu chống chói tự động này, con này thì đã lên được một cái cam hành trình rồi, chúng ta không phải trang bị thêm cái cam hành trình này nữa. Chân nỉ màu đen mọi người nhé. Và cửa sổ nóc của xe được trang bị trên chiếc xe là chỉnh điện này, tấm rèm che nắng, tích hợp gương trang điểm của chúng ta luôn. Còn đèn sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng đèn phía bên chân trần này mọi người nhé. Chất liệu ghế da rất là bền bỉ, rất là tốt với mẫu xe phiên bản cao cấp nhất này. Có đục lỗ thông hơi tạo cảm giác thoải mái. Ngay phần ghế lái của xe cũng được trang bị túi khí an toàn đầy đủ rồi. Chi tiết các xung quanh, các chi tiết táp ly,
chiếc viền keo chỉ xung quanh cửa cũng rất là đẹp cho chúng ta. Các con ốc ở phần cột A mọi người nhá. Con ốc ở phần cột A cũng còn nguyên màu sơn đánh dấu nhà sản xuất này. Máy số các con ốc của xe nguyên zin nguyên bản, hệ thống âm thanh của xe và chi tiết này là đèn được trang bị thêm nhìn rất là nổi bật trẻ trung thôi. Các phím bấm rõ nét, không bong chóc ố mờ. Nhớ ghế hai vị trí mọi người nhá. Vị trí để ly để đồ xung quanh xe này. Các con ốc ở phần cột là táp lên cánh cửa ở phần ghế lái này. Màu sơn đánh dấu sản xuất rất là chậm. Các chi tiết keo chỉ cũng rất là nét cho chúng ta rồi. Vị trí ghế sau của xe mọi người quan sát này. Cửa gió điều hòa được trang bị cho hàng ghế sau này rồi. Và đèn trần cũng đầy đủ 3 tông đầu ở cả 3 vị trí ghế. Vị trí ghế giữa này nếu như chúng ta không sử dụng thì chúng ta có sử dụng tiện luôn làm bệ tí tay cũng như là để ly để đồ. Lót sàn đầy đủ rồi này. Chất liệu ghế phía sau nhá. Rất là căng, rất đẹp chúng ta. Các con ốc của phần cột B mọi người quan sát giúp em này. Màu sơn này nếu như sản xuất này. Gần như là em cũng quay rất là chi tiết các phần trong khoang nội thất của chiếc K3 2022 này rồi. Với mức giá bên em đang chào bán, hôm nay em giảm giá đặc biệt ngay trên clip này. Trước đó thì em đang chào bán là 650 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá đặc biệt trong cái clip giới thiệu xe ngày hôm nay. Em chỉ còn giảm giá chỉ còn 635 triệu đồng thôi. Phím bấm sắc nét này, tay mạ chrome sáng bóng. Và các chi tiết phần táp lý cánh cửa gần như không có vết xước nào với một mẫu xe 2022 rồi. Một chiếc xe phải sử dụng từ là siêu lướt. Các con ốc của xe này gần như là mới đến 98-99% cho chiếc K3 này. Form dáng phía sau của xe thì mọi người có thể quan sát là các giải đèn full LED rất là bắt mắt, tăng quan sát tầm nhìn cho những người đi phía sau rất là tốt này. Cam lùi, cảm biến lùi được trang bị đầy đủ. Và hai ống xả đặt đối xứng hai bên. Tổng thể form dáng phía sau của xe khá là góc cạnh, khá là độc đáo rồi. Và cái phần khoang cốp của xe cũng khá là rộng rãi, có thể để vừa hai vali cỡ lớn nhá. Chi tiết xung quanh nỉ xung quanh xe cũng rất là đẹp cho chúng ta. Các con ốc ở phần khoang cốp này, chi tiết nỉ này rất là sạch, không có rượu bẩn cũng như là không có rượu cũ hay là sử dụng nhiều. Phía bên dưới là vị trí chứa lốp sơ cua cũng như là vị trí chứa dụng cụ sửa chữa. Khoang chứa lốp sơ cua này, bộ dụng cụ sửa quá mới rồi. Cái khoang chứa lốp sơ cua thì giữ gìn rất là sạch nên không có dấu hiệu rỉ sét han ố. Tiếp theo về phần hông của chiếc xe bên này này, mọi người theo quan sát 4 cái la răng. Chi tiết mặt la răng rất là đẹp nhá, không có hiệu xước sát đáng kể. Bộ la răng nguyên zin nguyên bản của xe. Vị trí ghế phụ phía sau, các con ốc xung quanh mọi người nhá, cũng như là chi tiết keo chỉ xung quanh. Tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này, phím bấm rõ nét, không bong chóc. Các con ốc ở phần cột B bên sau ghế phụ và xung quanh xe, các chi tiết rất là đẹp cho chúng ta rồi. Con ốc cột C mọi người nhá. Và được cái vị trí ghế phụ này, cái tay nắm cửa thông minh được trang bị cho cả phần ghế lái và ghế phụ, hai cửa trước cho chiếc xe. Phần táp ly cánh cửa cũng rất là sắc nét với chi tiết keo chỉ xung quanh xe, không mất một phân, cam kết không mất một phân keo chỉ nào cho chiếc xe này. Và phần tay nắm cửa này, mạ chrome rất là sáng, phím bấm rõ nét này. Các con ốc ở phần cột A mọi người nhá. Hệ thống cửa gió điều hòa cho vị trí ghế phụ dễ dàng sử dụng này. Túi khí an toàn cũng như là phần táp ly này, táp lô này được nhấn nhá các chi tiết mạ chrome khá là sáng. Vị trí túi để đồ, giá đề xuất ban đầu bên em được ra để ra đây mọi người nhá, 650. Trên clip này em giảm giá đặc biệt chỉ có 635 thôi. Mọi người nhanh tay liên hệ ngay với hotline bên em. Vị trí để ly để đồ, để cốp đồ, dụng cụ cá nhân này. Ghế da bên ghế phụ còn rất là căng, rất là đẹp, túi khí an toàn mọi người nhá. Con ốc ở phần cột B này, không có dấu hiệu tháo mở, cũng không có dấu hiệu cậy mở này. Các chi tiết keo chỉ thì chắc chắn phải còn nguyên zin nguyên bản cho một mẫu xe đời rất là cao rồi. Và em sẽ đi sơ qua một chút về cái phần khoang động cơ của chiếc xe này để mọi người đánh giá chi tiết nhất về chiếc K3 mà em đang giới thiệu đến mọi người. Chi tiết phần khoang động cơ của chiếc K3 này thì rất là sạch sẽ vì hiện tại các con ốc lộ bức màu sơn đánh dấu rất là rõ chúng ta là các đường ống này. Về máy số này, về chất lượng của xe thì bên em sẽ cam kết chất lượng cho mọi người. Máy số nguyên zin nguyên bản, thân vỏ zin, không đâm xô tai nạn, không thủy kích cầm nước, cam kết trên văn bản mua bán cho mọi người. Và bên em cũng bao check test cho bên thứ ba, mọi người có thể đem qua các hãng lớn hay là các người thợ hay các gara ô tô uy tín để kiểm tra chất lượng chiếc xe. Và hiện tại thì showroom bên em cũng có cầu nâng để mọi người có thể kiểm tra khung gầm sắt xi của chiếc xe một cách tối ưu nhất rồi. Phần nắp capo của xe này mọi người có xác cái tấm nỉ cách nhiệt rất là sạch sẽ, rất là mới. Một chiếc xe đã sử dụng từ là siêu lướt thì gần như cái độ mới của xe nó lên đến 97-98-99% rồi. Và đặc biệt thì chiếc xe này thì bên em đang giảm giá đặc biệt, mọi người phải nhanh tay thôi.
tội gì chúng ta phải bỏ ra một chiếc xe đến khoảng gần 900 triệu để bỏ ra một chiếc xe mới tinh mà giá trị mang lại cũng chỉ như chiếc xe hơn 600 này thôi. Và như vậy thì em đã giới thiệu tổng thể chiếc K3 2022 này của Solubrem rồi. Vậy chị nào đang nhu cầu tìm chiếc xe K3 thiết kế trẻ trung hiện đại option cao cấp này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline 0964 834 834 hoặc qua trực tiếp địa chỉ của Ba Tư Phan Vô Gầm Cao, có địa chỉ tại 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương để trải nghiệm mẫu xe này. Giấy tờ pháp lý thủ tục của chiếc xe thì bên em cam kết minh bạch rõ ràng, đảm bảo cho mọi người nhé. Mọi người hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất của Solo bên em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị tại clip giới thiệu xe tiếp theo của Ba Tư Phan Vua Gầm Cao.